Chúng ta bắt đầu. Do số lá vé màu vàng. Đây này, lấy cho này ơi. Đây, hết vé là số. Bà nội cha nó hay gì nó trội. Trội không trúng trái nào mà nó làm như hay. Chắc sĩ. Hai chắc sĩ. Lại đây. Lại đây ủng hộ em đi. Trội banh nha. Banh đâu rồi? Banh hả? Banh nè. Trời, nè banh nè. Nè ủng hộ em nha không? Cho thử con gái. Mua thuốc rầy thuốc sâu có đòi thử không? Mà trội banh đòi thử má. Hồi tối đi chơi trai á, vậy cái ảnh nhìn tôi cái anh nói nè, nhìn em cái anh thèm bò hú. Trời đất ơi, bà không nói mày như con bò đó. Trời ngu dữ vậy. Khùng quá, anh giỡn á má. Ôi, lo giặt đồ lo phơi. Nè bà nói nè, mấy má nội cái này nó túi quắc à. Đính cườm đính hộp với cái đống thì giặt bực bội. Thì đó, làm gì. Cái đừng cái đó nghe nè. Rồi hai đó, bà hai con đồ nè, bà sửa thêm cái mũi quá. Ê ê ê, mấy chị, nó nghe nhìn nè. Xuất sắc chưa? Ừ. Trời ơi, tôi mang cái áo này lên hả? Tôi bán một đêm chắc 100 vé rồi. Trời ơi. Giờ không đến xe nó má. Không đến xe đẹp dễ sợ. Ê, mua cái quần luôn đi. Quần đen nè. Không, quần đen đẹp rồi. Quần đen đẹp hơn chị ơi. Chứ sao? Rồi chị Nga, sống đi chợ đi chị. Trời ơi, đi bằng gì má? Trời đất ơi, chiếc xe đòn đâu, sống đi. Trời ơi, Dung My với Bộ Nhi kìa, lấy xe đi sáng đêm giờ có tụi nó có về đâu. Cái gì? Tôi biết rồi. Biết nhậu rồi. Trời đi chơi với trai má ơi. Hôm thấy đi với thằng hai. Bởi vậy hai má đó thiệt á, nửa đêm là xách xe đòn đi, xách xe đòn đi à. Đó. Rồi giờ không đi chợ lấy gì ăn. Bữa nay cho ăn cám hết á. Hôm nay ngày 23 nữa đó. Bữa nay cúng táo đi về trời nữa đó thiệt á. Chị Nga. Gì? Đưa điện thoại ra. Chị cho má. Chỉ cho. Đưa điện thoại đây. Giờ không có xe không? Nè. Mở ra, đó. Gì vậy? Lên trên mạng á, đau cái app này nè. Gọi xe. Ghê à. Nó đau cái ứng dụng này về. Trời ơi, ở trong đây mà cũng có cái đó đó hả? Có, nhưng mà đặc biệt là duy nhất ở An Giang. Nó có gì không? 15.000 một cuốc. Mà kể từ lúc mình cài á
là được giảm 20 cuốc đầu tiên, giảm 10 ngàn là còn có 5 ngàn thôi. Xuống bởi lần mình chở đồ nhiều nó kịp chở không cơ? Chở hết, nó chở 8 bà BD một lượt cũng được nữa nè. Đây nè, tải về nè đó. Có bắt đầu bà coi trên đây bà đặt. Mà đặc biệt biết gì không, bữa giờ tôi đi nè, biết nhiêu cuốc không? Có 5 ngàn à. Ôi, sao lẻ vậy? Bình thường á, nội thành làm nội địa An Giang là 15 ngàn đúng không? Nhưng mà 20 cuốc đầu tiên nó giảm 10 ngàn. Làm cho chị đi cơ. Đây nè má, từ má, đây nè. Đó, đúng rồi, gọi xe, cái xanh xanh, xanh dương đó. Rồi, vô sử dụng số điện thoại di động mình. Đó, rồi nhập vô, rồi đặt. Rồi đặt xe đi đi má ơi, đó bụng chết má ơi. Nó nghe. Sẵn mua giùm em cá chép nha. Chiều thương táo gì trời. Gì má? Đây. Tiền tiền hoài à. Ứng ra đi, chiều trả. Trời ơi, nhớ nha. Dịu nè bông. Em mốt đặt xe đi chợ đi bông. Đó. Đi chợ, đi nhậu, đi đâu cũng được. Mình đỡ tốn tiền xăng, khỏi lấy xe đi, đi đặt cái thằng vậy không? Chứ sao má nghĩ sao có 5 ngàn, không đâu tốn thôi chứ trời. Mệt ha. Rồi tranh thủ đi đi bà nội ơi. Rồi, bà nội rồi, ơi. Rồi, bye. Chưa thấy về đấy. Chạy đi. Làm không có làm nó ngửa 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 không mà. Bực cái mình. Xí xa xí sọn. Bà chửi nó bây giờ. Alo. Trời má ơi mà. Tôi kiếm được má tôi mừng muốn chết vậy đó. Ủa sao đi chợ giờ này chưa về? Trời ơi, mua cả đống cả lèn sao về má ơi. Cái gì? Mua đồ nhiều quá thì tranh thủ mà đi về đi. Mà mua đồ chứ nhiều vậy. Hồi sáng em dặn chị đi chợ, bữa nay 23 đưa ông táo nên chị mới mua đồ nhiều vậy nè. Quên. Trời ơi, thì mua xong thì tranh thủ về bộ gặp cộng tươi ở ngoài, sao ở ngoài luôn vậy mẹ. Có xe nào về không? Thì bà lên bà đặt app hồi sáng tôi chỉ bà đó. Cái ứng dụng đó, gọi xe đó nhớ không? Đặt xe nào? Trời ơi, cái ứng dụng gọi xe mà cái màu xanh dương hồi sáng mới chỉ đó trời. BD gì đâu mà ghét mà hả, ma quên với má. Ừ, để chị gọi liền, Trời ơi, đi chợ cái muốn nửa ngày trời vậy đó. Trời, tài xế đẹp trai quá vậy. Xe. Chị đâu vậy chị? Tính đi lên trên xã đó. Chị gì chị? Báo với lại mấy anh dân quân á. Trời ơi, tôi nhờ mấy anh dân quân á đi dọc dọc cái bờ sông kiếm xác hai đứa bay. Trời ơi. Tôi thấy không về, tôi tưởng đâu tụi bay bị giết rồi á. Ôi chị. Lo quá trời luôn nè. Giờ tự nhiên sao về, uổng quá. Chắc gọi hồi quá. Tôi đặt cho hai đứa bay hai cái hòm size 40. Trời ơi, ác mồm, ác miệng. Trời ơi, chết luôn rồi. Tao lỡ bút luôn thợ hồ, xây sẵn hai cái chim tỉnh luôn rồi. Trời ơi, giận sao ta? Trời ơi, sao ta? Ơi, nó nghe nè, hay là lỡ xây rồi á. Thôi để tao chung sống tụi bay nha. Trời ơi, lâu lâu mới đi có một lần mà làm thấy ghê quá, tao biết rồi má ơi. Cái dòng thứ bóng tụi bay là bóng mặt, cái dòng mà bóng tệ nạn xã hội. Tao nói hả, tối ngày đi chơi hoài. Đó, mới giảng rồi tối hôm qua lại đi tới giờ mới về. Trời đất ơi, người ta mượn đi chơi có chút xíu mà bà làm dữ mà. Chút xíu, tụi bay đi có chút xíu à, lâu lâu tụi bay mới đi. Đó chứ phải đi hoài đúng không? Đúng rồi. Đó, nè ha, 30 ngày tụi bay đi hết 28 ngày. Ừ chứ mùng 1 với 15 ăn chay tôi đâu có đi nhậu được. Ăn chay tao cũng tu giùm tụi bay ghê luôn vậy đó. Nghe, cũng tu giùm tụi bay dễ sợ đó. Yeah. Ăn chay chứ ngủ mặn. Mô Phật, trời chị nó bậy quá rồi chị ơi. Thôi con lại mấy mẹ á.
cái ngữ của mấy mẹ cũng dễ sợ lắm à. Nè, mai mốt đi đâu á, để chiếc xe ở nhà đi bộ, xe đoàn để đi cổ động nha, nghe. Chứ không phải xe tụi bay đi phượt nha, nghe. Nó phượt vô mặt tụi bay à. Ồ, lâu lâu mới đi có một lần mà lặng ghê quá. Lâu lâu, bóng quỷ bóng ma nói gì cũng trả lời được đó. Thôi lo đi vô trong đi nha, làm ơn làm phước nha. Sắp xếp cái bàn cúng chiều tao đưa ông Táo về trời. À trời ơi, bữa nay 23 của ông Táo, chị em đó chị nghe không, mấy giờ chị cho em xiết lửa của đèn cày đưa ông Táo về trời được không? Trời ơi, bà muốn sao mà ông Táo không đi bà đi đó nghe bà nội. Trời bà trời nội. Tết nhất người ta mà cũng nội nó bậy nó bạ nghe. Ê, bà nói hai thằng. Mày thằng. Ê, mày thằng á. Ba thằng. Trời ơi. Trời đất ơi. Hai con ngựa. Tướng mất dạy. Trời ơi. Tôi dày mà nói tôi thằng trời. Hai con quỷ lộn giới tính hả mày? Trời ơi, con cá đó bà mua ân ý dễ sợ hà. Bóng bóng bạc bạc lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháu qua nhà người. Quên, cá này cá chép chứ không phải cá bóng đâu. Bởi vậy, mình bóng cái mình nghĩ ai cũng bóng như mình vậy đó hà. Nó nghe là cá chép ơi, trời ơi, nhớ đưa ông Táo về trời nha. Phù hộ nghe, phù hộ cho đoàn làm ăn được nha. Năm sau cúng tới con cá mập luôn cũng được, nó không sao hết trơn á, nghe. Ừ, ta ghét ghê vậy đó hà. Một, bảy, tám, chín, mười, mười một. Tu rồi mấy má ơi. Cái gì vậy trời? Hôm qua má nào bán dòng đặc biệt nè đó. Còn dư 11 vé không đưa tôi. Ai biết. Trời, em đếm kỹ chưa? Kỹ sao không kỹ trời? Em coi chừng em lộn đó. Tết nhất tới nơi rồi, kỹ lưỡng chút đi. Đây nè, 11 vé còn nguyên nè. Trời nè, ký hiệu nè. Lỗ 110 ngàn. Su cà na xí muội dễ sợ. Ngon ghê. Trời ơi, đêm nào cũng 110 chắc chết quá trời. Thôi tranh thủ xuống ăn cơm nè. Cơm. Ây da. Cơm đi. Rồi cơm đi mọi người cơm. Ơi. Lẹ là rồi ăn tới mắc cúp rồi ăn chiều diễn. Lẹ nha. Đủ đi. Ừ. Cho em chén chị. Ừ. Trời ơi. Con này cái con. Ừ. Nè, tao thọt cái đũa vô họng mày, tao nổi sôi trỏng mày tin không? Đây nè, người lớn chưa ăn nè. Đúng rồi. Má con trưởng đoàn con chưa ăn nè. Mà mày thọt cái đũa, trời ơi mày lấy nguyên cái giá mày ăn vậy đó. Ai biết đâu, chứ mấy chị ăn rồi. Má ơi, má trời người ơi. Sống chưa ăn, người khuất mặt khuất mày chưa ăn. Mày ăn hết á. Sao mấy bữa tao cúng rằm đó, tao cúng cô hồn các đảng đó. Mày không giỏi mày ra mày hốt bánh men, mày hốt muối gạo, mày dồn hết cho họng mày đi. Sao chỉ em không ăn? Bữa bà mua về để mà sao biết em ăn trước rồi chị mới cúng chứ đâu. Trời ơi. Thì ra là nó ăn chứ không phải con chó chị ơi. Trời ơi, nó ăn luôn. Dễ sợ chứ. Mày cứ coi chừng tao nha mày. Mà ăn uống cũng chữ nữa. Mở ra ăn cơm đi. Cơm đi. Đó. Nói ăn đi. Cơm đi má. Cái nhà ăn cơm ngon miệng. Rồi Linh Anh qua ăn cơm nè bà nội. Ừ, Linh Anh qua ăn cơm nè Linh Anh. Cơm đi chứ cũng. Trời ơi. Trời ơi, bữa nay nhiều ăn nữa thật. Ê, nghe. Cái gì chị? Thấy củ kiệu là nhớ Tết tới thiệt luôn. Đúng rồi. Coi như năm nay mình ăn Tết chung với nhau luôn. Đúng rồi. Mình là gia đình mà. Ê, nói thiệt nha, nhiều khi mình ăn Tết đây còn vui hơn nhà nữa mà. Đúng sao má. Trời ơi, Tết đoàn lô tô là xuất sắc luôn á thiệt. À quên nữa mà tôi nói với bà nghe nè. Gì vậy? Má. Tết nay tôi không ăn Tết ở đây. Sao vậy? Như vậy? Gì vậy? Gì mà ngạc nhiên? Thì tôi về quê tôi ăn Tết. Trời. Tôi làm với nó 6 năm nay, lần đầu tiên nó nói nó có quê luôn á. Nè, người ta có quê người ta về không nói gì đi. Bà về đâu? Đi về âm phủ hả má? Nè, cái chuyện mà tôi về âm phủ á thì cũng kệ, còn đỡ hơn bà. Tôi sao? Cơm thì cái giọng như bà. Giọng gì? Nè, nói cho đàng hoàng giọng gì? Thì cái giọng như bà. Giọng sao? Ờ thì sao? Cái giọng như giọng bóng lộ chứ sao? Trời ơi. Trời đất ơi. Chắc bà kính là trời ơi, bà kính mà bung cái giáo ngực bà má. Trời ơi. Cái chuyện chị bung giáo ngực là chuyện của chị. Còn nè, thì còn đỡ hơn em. Em sao? Cái giọng bóng không có mặc áo ngực. Trời. Đúng rồi. Má. Xu nghe. Đê gì? Sao? Thì kệ tôi. Còn đỡ anh chị. Đỡ chị sao? Chị nhìn lại chị đi, trời ơi, mặc áo ngực mà cái áo ngực thâm kim.
nguyên đoàn thăm kim đó má. Mày chửi luôn tao. Trời ơi, nó thăm kim nè, hai nước nè. Đó, nguyên đoàn đó. Nói nữa đi. Cứng họng không? Cứng họng thì nghe chị nói nè. Chị có quê nên chị về còn đỡ hơn em. Sao? Cái thứ không gốc gác, không nhà cửa, cho nên mà không có quê mà về. Nè 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 nè, chị nói cho đàng hoàng nha nha, cái này chị nói hơi quá nha. Đình Anh, em nói như vậy á là đụng chạm nhiều người trong đoàn lắm đó. Ờ, trời ơi, bà nói vậy không khác nào bà nói mấy chị trong đoàn này hả là đủ thứ trôi sông lạc chợ, không cha không mẹ, rồi đi đâu người ta cũng đuổi xô, bóng không có nơi cư ngụ. Trời ơi. Nè nè nín nè. Thấy mày chửi tụi tao hơi nhiều đó. Đồng hoài luôn rồi đó. Nó chưa thấy nó chửi tao. Nó thấy mày chửi tao hơi nặng nghe. Con ngựa. Bà Hải. Thôi mệt quá đi. Bỏ qua bên đi. Mà tôi không ăn Tết ở đây đâu nha. Bà chủ đoàn, tôi còn mấy ngày lương á. Bà chuẩn bị đi. Ngày mai tôi lấy. Trời ơi. Linh Anh. Cái gì? Ăn cơm. Không có cảm xúc để ăn ha. Nhìn bảo mặt nó kìa. Mặt tôi sao? Khó ưa, đang không vô. Linh Anh. Không có Linh Anh gì trơn á. Con này nhậu ngộ nghỉnh ghê trời. Trời nay tao kỳ vậy trời. Bạn tách nó sao bên này kỳ cục vậy trời. Tôi biết nè. Gì nữa? Sao vậy? Con Linh Anh là cảnh sát ngâm. Trời ơi. Nó giả bị đi. Nó trà trộn vô đây nó điều tra. Ghê hả? Để cái chén luôn. Gì vậy? Để luôn em. Ừ. Gắm cho bà hai nha. Gì má? Má. Con lại má. Tôi lại má, tôi xá má, ba xá. Trời đất ơi, nó giả bê đê. Ừ. Nó vô đây, nó điều tra. Ừ. Nó điều tra gì chống đoàn lô tô. Thì... Hả? Chắc nó điều tra coi. Cái ngực bà đặt xe máy hả? Má này. Vừa lắm. Đúng rồi đó. Ôi à mẹ. Ôi là quá lên. Là... Phải rồi. Vô duyên dễ tội. Mà sao tự nhiên hả? Nó thay đổi vậy chứ. Ừ. Ai đâu biết. Thôi ăn đi. Để nó đi. Nhắc hoài ăn cơm hết ngon luôn á. Rồi bữa này ngon ghê á. Ừ. Đúng rồi. Bà nội. Em biết rồi. Gì? Tại sao con Linh Anh nó hai độ tính cách như vậy? Sao? Nó bị vong dữa. Trời ơi. Em sẽ đi mời thầy Pháp về trục vong cho nó. Đúng rồi. Mời đi. Làm đi. Được. Nè. Chứ chị biết gì không? Bữa giờ đoàn mình làm ăn ế. Đó. Chị nhớ không? Biết đâu là bị yếm. Đúng rồi. Phải. Đúng rồi đó chị. Trời ơi. Chiều nay phải làm điều đấy. Em mời thầy giỏi nhất luôn. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Làm việc với bà. Nha. Để em. Chuyện đó để em. Nhớ nha má. Ừ. Cơm với má. Vợ má ơi. Khùng quá chị em vợ. Dễ chờ. Gì vậy? Gì nữa? Trời ơi, tự nhiên mâm cơm bữa nay có con cá chiên vậy? Trời đất ơi. Chứ gì? Bà là người nấu đồ ăn, bà nấu cơm mà hỏi tôi. Chưa, tôi làm đồ ăn tôi không có chiên cá. Trời ơi má. Vậy cá đâu ra? Bản chiên ở đâu ra? Tôi đâu có chiên cá đâu. Cá chiên. Dạ em chiên. Con cá. Con cá em chiên á. Cá em thấy nó rộng ở ngoài thao á. Trời ơi nó bơi tụm. Em bắt lên em chiên luôn. Bữa sau á ăn ngon, em nấu cơm cho mọi người ăn luôn. Con cá ngoài cái xô đỏ. Dạ đúng. Cá chép. Dạ cá chép. Trời ơi, con ngựa. Trời ơi mày có biết con cá này là từ tao mua về tao. Con cá chép mua về đưa ông táo về trời. Bữa nay 23 Tết mày lấy mày chiên luôn. Trời ơi. Con quỷ này. Mày đi. Trời ơi. Chụp đầu đó hả con. Trời ơi, tôi nói tôi không có bị cái gì hết. Mà làm cái gì vậy? Trời ơi. Nè, mấy bà nghe mê tín dị đoan nha. Rồi bắt đầu người ta lạo lừa gạt đó. Trời ơi, nghe lời đi. Chú. Cái gì? Cô lộn. Tôi đã nói tôi không có bị gì hết. Nghe tôi nói nè.
Tôi đã nói tôi không có bị gì hết. Nghe tôi nói nè. Tôi đã nói tôi không có bị gì hết. Nói nghe nè. Nói cái gì vậy? Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói rồi. Cái dòng nam nhập, cái dòng này là dòng giang hồ chứ mới vậy chứ. Sao thì phải coi thì chị giùm con. Hồi tôi hiền lắm đúng không? Thấy chưa? Giờ tôi giữ như vậy đó thầy. Bây giờ sao mà kèm bái lại đi rồi tôi bề trên mấy chứ thôi. Giờ là tao không có lấy được. Tao không có bị cái gì đâu. Ôi mời thầy giỏi nhất ở đây rồi đó. Đó, tôi là thiệt, tôi là cứu nhân độ thế, tôi mới ở đây chứ không thôi là tôi thăng thiên rồi. Cũng ở đây, ừ. Tâm sự nhờ thầy. Thầy là thầy lừa gạt cái thầy cứu nhân độ thế. Nói vậy chuyện tôi không? Tao lại mày trong đoàn tao, mày nghe lời tao chút coi. Mệt. Giáp đi. Tôi nói thiệt nha, chút cái dòng này ra xong nha là cái đoàn anh làm ăn phất lên liền. Không phải mà thấy vợ mặn đâu. Chưa, cái này mới ghê nè, mấy bà mới thích nè. Chồng mấy bà là đẹp không, sói ca không? Trời ơi, được rồi. Bây giờ muốn tôi làm á là phải thanh tịnh thành tâm vô. Dạ nghe. Dạ thầy. Thành tâm vô. Bây giờ mấy nữ móc điện thoại ra. Dạ. Không phải gọi công an đâu nghe. Trời ơi, thầy không có. Gì vậy? Bắt qua chế độ rung. Đang làm phép. Tắt chung. Thôi mà cứ như vậy đi. Sao thầy? Tôi không có tin mấy bà. Để điện thoại trước mặt hết. Để điện thoại trước mặt hết. Hiểu không? Mình không có vướng bận một cái gì. Tâm mình thanh tịnh. Đó thì mới cảm được bề trên. Đó bề trên mới cứu nhân độ thế cho mình. Đến nay làm ăn lèn èn tôi biết mà. Cái đồ thiệt khó lắm đúng không chị? Đó. Thầy giúp đi thầy. Tình duyên cũng lèn èn luôn. Nó hay quá lắm. Trời ơi thôi. Thầy giúp hết. Mời đúng thầy quá. Cái lòng thầy thì tu mà. Ăn chay, thật sự ăn chay. Rồi. Ok, rồi, được rồi. Ngồi im, nhắm mắt lại. Hít đều. Không có ngủ má. Hít thở đều, tâm thanh tịnh, nghe. Rồi, để thầy thắp nhang cái. Ủa thầy hít có thở ra không thầy? Mày hít vô mày không thở ra mày lên đường hay gì? Mày theo ông bà hả? Con nhỉ? Trời ơi, cái gì ba mớ không à? Thầy ơi, con bị nghẹt mũi sao thở thầy? Thở bằng cái miệng. Thôi mày má nín đi. Mày nín luôn đi. Ủa, trời im lặng chưa? Dạ rồi. Thiên lân lân đè lân lân. Dòng nào chiến sĩ đồng bào xuất ca. Rồi, nhắm mắt nha. Đừng có mở mắt ra. Thanh tịnh nha mấy đứa ơi. Tâm thanh tịnh thì mình mấy được nghe chưa. Dạ. Rồi, hít vô. Đứa nào mở mắt ra nghe chưa. Thở ra. Rồi mình thở ra. Rồi mình hít vô. Thanh tịnh nè. Cảm thấy người trong tâm nè. Khỏe nè. Nhẹ nhàng nè. Gia đạo bình an nè. Nè. Tôi thấy thầy làm á. Nãy giờ tôi thấy tôi khỏe trong người ghê nha. Đúng rồi. Dạ. Lên sống mũi với bà. Rồi gia đạo bình an nè nghe. Dạ thầy. Rồi hít vô thở ra nè. Hít vô nghe thầy. Rồi. Trời ơi. Gắn ở đây nghe mấy đứa ơi. Trời làm ăn phất lên nè. Trông đẹp nữa mấy bà. Trông đẹp nữa. Nghe thầy dạy tiếp. Thầy dạy. Dạ. Im. Nói sao tụi con nghe hết á thầy ơi. Hít thở đi. Hít thở đi thầy ơi. Im nhỏ thôi à. Nhớ nhắm mắt đó để thầy giọng thầy về. Bỏ mắt được chưa thầy ơi? Thầy ơi, mở mắt được chưa thầy? Thầy đang làm phép mà bà này á. Từ thầy đang thỉnh từ trên xuống. Mấy má nói hoài. Để trong thầy đi. Ông gọi cũng chửi nguyên đám giờ. Nói hoài. Con nôn quá. Sẽ có lặng đó. Thầy đang làm phép kế bên tôi nè. Thầy đang nói chuyện với bề trên không? Tôi nghe cái hơi thầy đứng gần tôi nè. Không, thầy đứng gần em nè. Thì quá, thầy đứng kế bên tao. Thầy đứng kế em có cái bà gì đứng kế bên nói chuyện với nhau. Hơi tào lao quá mày. Trời ơi, thầy mới kêu rửa tay tao nè. Thiền quá. Thầy kế tao nè. Thầy Tân Phước coi chị. Thầy Tân Phước vậy đứng kế tao. Có đứng kế bên em, thầy Tân Phước kìa. Thầy đứng kế bên em. Thầy đứng kế bên em nè. Thầy không có nói chuyện nãy giờ đó. À. Đó. Hình như thầy hôi mùi heo nha. Trời ơi. Má ơi má.
cái mùi heo là mùi của con mập ghế bên má đó ông thầy đâu mà thầy. Còn ông thầy đâu? Ông thầy đâu ai biết. À, ông thầy làm phép ông thầy về đi chị ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, hay quá. Ông thầy làm phép ông thầy biến mất luôn mà. Trời ơi. Nhân cáo nhân. Tao báo cho ba má tao biết mới được. Thấy sao rồi? Khoan. Hả? Ồn ào quá, để tao ngủ. Quỷ này. Con này. Gì vậy? Sao vậy? Ngựa. Trả điện thoại coi. Trả cái gì? Mày lấy cái điện thoại tao. Tôi lấy hồi nào. Hồi nãy ông thầy kia. Ông thầy của kia chỉ để đây mà. Trời, biết rồi. Cô quỷ mập. Cái gì vậy? Nè, không có nói bậy nói bạ nghe. Tôi từ xưa giờ tôi sống với mấy bà. Mấy bà không hiểu tánh tôi hả? Có tham lam không mà tự nhiên giờ nói tôi cũng bị mất điện thoại vậy? Đừng có nói tôi là chị. Tao trưởng đoàn, tao lấy điện thoại tụi mày làm gì? Đúng rồi. Tôi hỏi nè, tôi mất điện thoại, đứa nào mất điện thoại giơ tay. Được. Ủa hết rồi. Ủa con mình con Linh Anh nó mất kìa. Nó có điện thoại đâu mất. Nè, nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Chi nữa? Ông thầy đi. Tôi ngồi ở đây. Thì là ông thầy lấy. Trời ơi. Tào lao. Bỏ cái bát nhang xuống mày nói chuyện trước chị. 1, 2, 3 luôn. Anh uống nãy giờ luôn. Uống nãy không? Uống nãy không? Bà từ uống cái này. Uống cái này. Uống cái này. Uống cái này. Nãy rồi. Lộn mình. Nãy nó đã xịn như vậy. Em muốn chơi cái nào kiểu đường sâu. Xịn như vậy. Em muốn. Thiếu bia à, còn bỏ uống hết rồi. Uống rồi, uống quá. Uống này quá, hay quá. Đúng rồi. Mày có bia còn không mày? Bia rồi. Hết bia luôn rồi. Hết rồi. Hết bia rồi sao? Hết bia, lên app gọi xe đặt bia là có liền. À, app mà con Su bữa nó chỉ hả? Không rồi. Ok, thầy quá. Thầy quá. Siêu anh. Bỏ bia. Bỏ bia. Cảm ơn chị đã sử dụng app gọi xe. Có gọi xe là có bia. Chị em ơi, có bia nè, chơi tiếp thôi. Yeah. Ôi trời, té chân đạp chân tao này. Đúng rồi, đây dài tương xanh quá. Đi về. Vui à. Mệt chân. Trời, mấy bà tính chạy xe về hả? Đi bằng gì vậy má? Thấy là tốt, đó là tỉnh tới chỗ vậy. Lên. Có nồng độ cồn rồi bị bắt phạt 7 triệu hả? Trời, 7 triệu đó. Xe tao mua có 3 triệu phạt 7 triệu rồi tao bỏ luôn xe bây giờ. Đi lên xe rồi chở giá đó. Đi bán gì về? Nè, để tôi lên app gọi xe, đặt xe là có ngay. Trời nữa hả? Hay quá. Trai đẹp nghe. Tài xế đẹp trai quá. Thử tôi đi. Đặt liền. Tức quá trai đẹp chở về em. Trời ơi, mệt quá rồi.
mình là nghiệp hả? Bước ra đây, bước ra đây nói chuyện. Thiệt hả? Tao là tao. Gì vậy? Chị ơi, chị ơi. Gì vậy? Em khổ quá chị ơi. Vụ gì? Em ước đi, em có nói đồng gì với người ta đâu. Sao? Mà chửi em. Trời, chửi cái gì? Mày bị câm hả? Đang đi. Cái gì? Đang đi, cái tự nhiên cái đơn chị vô mặt em đó đó em. Mày đi. Cái gì, cái gì? Mày đi. Bê đê. Mày đi, cái nó bỏ ra chạy. Em ơi. Má ơi, má con lại má. Má bê đê, người ta nói má bê đê phải rồi. Nè, chừng nào mày bê đê mà người ta kêu mày bê thui á, mày buồn. Trời đất ơi, mình bê đê, người ta kêu mình bê đê đúng rồi má. Chứ mà tự nhiên cái đó ai làm gì nó, ai làm gì gia đình nó, dòng họ nó, tự nhiên cái đó chỉ mặt em chửi. Cái miệng, cái giả vô mặt mày à. Cái ngữ của mày vậy đó đó, cái miệng mày bô bô vậy đó, tao mới ghét, tao mới chửi. Mình ra đường mình ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn lịch sự lại, đúng không? Người ta nói cái gì từ từ mà nói, ai giành nói với mày hả? Mày làm gì mà nói bài hải vậy? Bây giờ ta ghét phải rồi, sống chậm lại, không? Suy nghĩ nhiều hơn đó, từ từ lại. Bây giờ nè, người ta chửi mình phải không? Mình nhịn là qua chuyện. Chứ giờ mày nè, bên đó chửi mày, mày chửi lại, rồi chửi qua chửi lại vậy đó. Rồi người ngoài ta đi qua đi lại, ta nhìn rồi ai nhục? Thì nó nhục chứ ai nhục? Nó nhục hả? Bê đê nhục, bê đê mình nhục á. Nghe, biết không? Biết rồi. Bởi vậy tao nói mày hoài mày không nghe. Mình ra đường mình nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự lại, sống của Đức lại, với lại mình ăn nói văn minh lịch sự lên đó. Tao nói mày nghe nè, BD không có tội, mà BD vừa mập mà vừa xấu như mày mới có tội đó. Vậy tao gì bên em thì chửi em luôn. Tao sao tao bên mày nổi? Cái ngữ mày tao ghét qua ai mà bên mày nổi? Cái con này, mình xấu á thì mình ráng phấn đấu mình sống sao cho nó văn minh, thì người ta thương thương mình thôi. Trời đất, bây giờ người ta không hiểu người ta mới chửi mình BD, không? Không hiểu mình vô mình giải thích cho người ta hiểu. Đâu có ai muốn như mình, hiểu không? Ăn nói từ tốn. Để đó đi. Tao vô tao nói giùm cho. BD ăn hết củ nội mày hả? Trời ơi, mày mắc cái gì mày chửi BD hả? BD tao làm cái gì đâu? Trời ơi, tao nói BD tao dễ thương gần chết đó. Một ngày nọ tao đi ra bờ đê tao gặp con B, người ta kêu tao là BD. Nè, BD không ăn hết củ nội mày đâu, mày để lại nha, thằng quỷ tạm bên kia. Trời ơi, tao nói mày nghe nè, BD chưa bao giờ mà đội mồ đội mã nhà nha. Tao chưa thấy bao giờ leo lên bàn thờ nhà mày chửi mày nha, thằng quỷ. Trời ơi, tao có để biết nha. Từ nay về tao tao gặp mẹ đâu. Mới không chửi mày, mày còn xuất hiện là con chửi mày với thằng quỷ. Trời ơi, cái thằng mắt ma này đi học không lo mà mày nghĩ sao mày chửi tụi tao. Trời ơi, trời ơi, trời không có ăn hết củ nội mày, nội mày để lại sao mày chửi mày đê hả? Nè nè, tao nói mày nghe nha, bóng cũng có nhiều loại bóng, bóng sạch, bóng sang, bóng đàng hoàng nhân cách, chứ không phải bóng ngang nách ngang qua đâu. Làm gì chửi mày đê nói cho nghe nha, BD chưa bao giờ mà leo lên bàn thờ nhà mày nhảy cha 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 chỉ đứt cô cho đó nha. Chưa bao giờ mà tổ chức bước nhảy hoàng vũ trên bàn thờ nhà mày nha. Mà BD ha, nè nữ qua đội đá giá trời chứ chưa bao giờ giá được BD. Mày làm gì chửi mày đê nè, 30 Tết giao thừa nha, BD đâu có chui cho trong nhà lấy phao bông bắn đung 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 chán hà đâu làm gì vậy? Tao mệt quá, chửi giùm tao coi. Để em, để em, đưa đây. Nè, 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 mày gặp lại cố nhân rồi nha. Mày ghé tao chửi nè nghe. Ha, con quỷ, ha, ba má mày đẻ mày ra. Cái miệng là để cho mày ăn cơm, ăn cá, chứ cái miệng đâu phải là để ăn cát, ăn đá, ăn bò, ăn xi măng, ăn sình non mà mày chửi bê đê tụi tao. Đứa chửi coi, chửi. Nè, nè, mày nghĩ sao mày chửi tụi tao bê đê? Tụi tao đâu có leo lên nóc nhà mày, tụi tao nấu bánh tét bánh chưng ăn mùng 1, mùng 2 Tết đâu. Mày nghĩ sao mày chửi tụi tao? Hả? Nè, chửi tụi tao. Mày đất ơi nè ha, BD rồi sao? BD làm cái gì mà hả? Cứ kiếm chuyện với người ta, chửi người ta hả? Làm cái gì nè, nghe tao quyền tao rủa nè. Mai mốt mà cả dòng cả họ cả con cả cái không bao giờ được BD. Nè ha, để nói cho nghe ha, BD tụi tôi làm gì mà chửi BD tụi tôi? Thứ hả? Đà gãy tay châu.
đồ cái thứ đàn sáo hỗn gian. Nó tào lao con bạn tôi, xin lỗi tôi chửi lại nè. Nè ha, tôi rất là bận nha. Đắp mặt nạ tôi còn không có thời gian để tôi đắp tao dưỡng ra để tôi ngồi tôi chửi mày nè. Bên đây làm cái gì mà chửi mày thế hả? Bên đây tao tốt đẹp, tao dễ thương gần chết. Ở đâu có niềm vui là ở đó có BD. Nè, trời ơi, chửi BD là một cái nghiệp. Đó, hỏi tụi tao nè, tụi tao có nghiệp không? Không có nghiệp, cho nên tụi tao thất nghiệp. Thất nghiệp mới rảnh rang mới ngồi đây chửi tụi bay nè. Trời ơi là trời. Nè. Trời ơi, công nhận khỏe dễ sợ. Đi về đi chùa mấy đứa ơi. Bỏ ba bữa rồi đó. Son la. Dạ tao bụng quá má ơi. Đi thì đi một mình thôi, còn kêu hả đi chung nữa. Ủa má, không có dám đi mình mẹ. Hỏi chi đi khác mà cũng kêu tôi đi chung vậy. Ý Trời chị bê bê. Thôi bà bê bê xuống. Vô đi, không lo đi mà ngồi cứ hát hoài. Công nhận giờ tôi mới biết cái chỗ luyện thanh của bà đó nha. Bà luyện thanh sắc. Cái chỗ mà bà luyện thanh độc lắm, độc địa lắm. Trời ơi, ui da, ui da, ui da, trông trông quá. Nè chứ con Xu nó đi chị ơi, chị Vĩnh kêu hả, Xu nó hát nè chị. Chịu nổi không vậy bà? Ở trong bà đố một cái hả, ở ngoài đây tôi muốn ướt quần luôn vậy ta. Nó kìm không được. Gì mà thúi dữ vậy má. Đau bụng quá má ơi. Trời ơi là trời. Phụ tao coi. Mà sao ma đó. Ừ. Thôi cho bỏ tật. Đi. Ui da. Ê, cầm dùm đèn pin luôn. Ui da. Trời ơi trời. Ui da. Nè tôi đổi đèn sân khấu cho bà hát với chị Vĩnh luôn nè. Ui. Nhanh nha. Trời ơi, ở đó canh không có bỏ đi nha. Dạ biết rồi má, mày lẹ lẹ đi má ơi. Ở chi mấy cái khác bà cũng rủ tôi là hả? Sướng rồi, mấy cái khổ bà rủ không à. Bà im có mày im để tôi tập trung một mà. Ông bà ơi. Ôi trời. Nó đã. Ăn được. Cái gì mà bón vậy bà? Im 3 2 1. Trời ơi. Cái ruột bà thẳng như cái ruột ngựa bây giờ nè má ơi. Trời ơi nó đã. Ui quá. Nó đã lắm ơi. Ôi giời trời. Ăn từ từ đó mấy đứa. Ai giống Linh Anh dữ trời. Linh Anh. Trai. Cậu. Trời ơi. Thì ra là nó đi với trai. Ôi vợ quà quế. Bà Phụng mới về rồi má. Trời ơi đầu tư chứ sợ nhát ma mà nhát nguyên con. Đi ra, con ngồi đây, tao kiếm cái gì trong đây cho gọi mà. Đi ra. Quỷ vô viên thì lì dễ sợ. Đi ra má ơi, má ơi. Tụi chỗ ta đi. Con quỷ vô viên hết chuyện đi coi người ta đi ỉa. Hay ta. Trời ơi, trời. Trời ơi, hỏng chân luôn. Trời ơi, mày làm sao hay vậy Lệ? Trời ơi, trời ơi, như ảo thuật vậy trời. Không có cái giò luôn. Hay quá trời. Ê mày mốt mày lên sân khấu mày xiết chỗ này. Trời ơi lẫm mạc đó mày. Trời ơi đã hết là. Trời ơi không có cái chân luôn ta. Yeah.
có ngày gặp ba thôi. Công nhận ở đây mát mà lãng mạn quá anh hả? Em thích là được rồi. Mà anh nè, Tết này á em định về quê anh chơi nha. Thiệt không? Thật. Vậy lần này anh dẫn em gặp ba má anh luôn nha. Cái gì? Anh dẫn em gặp ba má anh? Thiệt không vợ? Anh nói thiệt không? Vậy là em muốn tin anh hả? Vậy thôi anh đi về. Trời ơi nè, nói nghe nè, em tin anh mà. Anh nói cái gì em cũng tin anh hết trơn á. Anh là nhất mà. Ừ, vậy là được rồi. Ừ. Nhưng mà là anh đổi ý. Là anh không dẫn em về cho ba má. Anh bỏ em. Anh bỏ em phải không? Không phải, em nghe anh nói nè. Tại vì về quê gặp ba má thì anh làm lương cọc ba đồng mà, thì làm sao có đủ cái tiền để mà mua quà cho ba má được. Mà ba má thì phải có cái gì đó cho ba má chứ. Trời ơi, tưởng đâu chuyện gì. Cái chuyện đó hả? Chuyện nhỏ. Anh đợi em chút xíu. Nè anh, nhiêu đây là 3 triệu. Anh cứ cầm đỡ đi. Thôi. Nè, nó nghe nè, anh cầm đỡ đi. Rồi em về á, em kêu bà trưởng đoàn á, bà đưa cho em thêm mấy cái tiền lương mà bà còn thiếu em á. 7 triệu, chắc cũng 10 triệu. 10 triệu đó. Mua quà được nhiều lắm á. Tiền của em thì em giữ đi, tự nhiên em đưa anh hết vậy. Trời ơi, thì anh cứ giữ đi, em đưa anh thì anh cứ giữ đi. Nói là không. Bây giờ anh giữ không? Không. Anh giữ không? 1 2 Em đi về đó. Thôi. Được rồi. Vậy mới được chứ. Vậy anh giữ số tiền này mua quà cho ba má. Ừ. Để sẵn anh xin cưới em luôn nha. Anh cưới em? Em làm gì vậy? Đợi em chút, đợi em chút. Từ. Đây, anh cầm đi. Nè, vàng nè. Để coi còn đủ không. Đó, anh rớt. Vàng của em á, vàng. Thôi, tự nhiên vàng của em đưa anh hết vậy? Để đó đi, anh đừng có nói gì hết trơn á. Nè, còn đôi bông nữa nè. Nè, mấy cái này á là vàng em tích góp từ cái tiền mà em đi hát lô tô á. Anh giữ ở đây ha, bán cũng được nhiều tiền lắm á, mua được nhiều quà, có khi được dẫn ba má đi du lịch nữa. Thôi, tự nhiên vàng dòng của em anh bán làm gì? Trời ơi, có gì đâu, em không quan trọng gì hết trơn á. Mình là vợ chồng với nhau mà. Anh giữ đi. Anh không giữ phải không? Không giữ em về đó. Thôi được rồi, vậy cái này anh giữ để mua quà cho ba má, để lấy niềm tin của ba má rồi xong anh xin cưới em nha. Được chưa? Anh nè, anh đừng có ngại, anh cứ nhận đi. Số tiền này á, em cũng có thể tìm lại được mà. Cái quan trọng á, là anh chấp nhận em như bao nhiêu người con gái khác. Và anh yêu em thật lòng. Nhiều đó, đối với em á, là đủ lắm rồi. Thì chuyện đó là đương nhiên rồi. Anh hứa đó nha. Anh hứa. Trời ơi là trời, Linh Anh ơi là Linh Anh. Lén la, lén lút. Thì ra là đi hẹn hò với cái thằng này đó hả? Bà có biết cái thằng này á là chuyên đi lừa gạt không? Nè bà nói cái gì vậy? Đây là bồ tôi đó nha. Lừa gạt cái gì đây? Bồ bà. Biết bao nhiêu thằng á đi hát lô tô nó mê bà không mê. Bà mê cái thằng này. Cái thằng này là cái dân lừa gạt, lừa đảo người ta. Bạn em nói giống như là anh lừa gạt em vậy á. Vàng dòng của em anh trả em nè. Ê anh, trời cái gì mà trả em, anh cứ giữ đi. Nè bà Lệ, bà vừa phải thôi nha, bà quá đáng lắm rồi đó nha. Thôi. Tôi mà không quá đáng á là bà mất vàng như chơi á. Trả lại cho người ta đi ông nội ơi. Trả cái gì? Nè anh đừng có nghe lời nó, anh cứ giữ đi. Vàng của anh là của anh, vàng của em là của em. Vàng của bà đó phải là đưa tôi giữ đi nè. Liên quan gì em? Nè tôi nói bà nghe nha, đưa bà giữ á thì mới mất, còn đưa ảnh giữ làm gì mất. Ảnh nói là ảnh sẽ cưới tôi, hai chúng tôi là vợ chồng đó. Tôi về quê em. Nè tôi nói sẵn đây, tôi nói bà luôn, bà về và nói với bà đó, tôi sẽ không còn diễn ở đoàn nữa, tôi sẽ về quê ảnh, hai chúng tôi sẽ cưới nhau, còn mấy bà ở lại đoàn đi rồi sống cô đơn suốt đời. Chào bà. Đi anh. Trời ơi, mày sẽ bán hối hận đó Linh Anh à. Nè, chống mắt lên coi đi nha, rồi ai hối hận? Có mấy bà mới hối hận, chứ tôi có tình yêu rồi, mắc gì mà hối hận. Anh đi đi, đi. Đừng có ở đây nói chuyện với con nhỏ này nữa, đi. Trời ơi, Linh Anh. Trời ơi là trời. Bởi vậy ta nói á, bóng mà mê trai, chỉ có đầu thai mới hết thôi. BD tự chút khổ không à. Cô đó nói với mày vậy luôn hả? Thì nó nói với em vậy đó. Thôi á,
em quy nó hết rồi rồi mới gãy cái lưỡi luôn đó chị. Bây giờ đó nó nghe được tay nó nghe được nghe mình rồi để tao ra tao lại mê tay thì không có làm gì được đó. Rồi giờ được đứng đây lớn á cánh giả lông rồi kìa để lên rồi ơi bà nội này rồi cái gì đó để từ từ tao tin để lại đấy đi để đây dạ. Sắp chín rồi, sắp chín rồi. Nghe nếp thơm rồi đó. Rồi. Tay lên nè, tay lên nè. Ê chị nghe. Nhớ cái vụ mà em dặn mai đi chợ nghe. Nhớ thương để sáng gì đi. Nhớ mua hai trái dưa hấu nghe. Tết nó lên giá trả giá nha, trả giá nha em. Rồi tay lên nè, tay lên nè, tay lên, tay lên. Ê, khoan. Chú ké coi. Rồi lẹ đi. Từ từ, gà hả? Bầu đặt à. Rồi, khui nè. Đặt bầu đặng Tết này có bầu luôn. Ôi trời ơi. 2 ngàn. 1, 2, 3. Bầu. Bà mở ra cho người ta mở ra coi. Thôi vậy chơi đi. Hết này. Có gì vậy? Trời ơi. Có quỷ này trời ơi. Phải trả tao 2 ngàn. Tại gì chuyện kỳ vậy? Tự nhiên cái lấy ngàn ngàn sao mày? Tôi mới chịu. Mà lấy bà đòi nó đi đó. Vô đặt gì nè, vô đặt nè. Tao không thèm chơi nữa. Trời gì kỳ vậy mấy má. Không trời. Chơi đi mấy má đi chị em ta đang chơi. Ê, con quỷ. Mày điên hả? Hả? Mày làm gì ngay cái nồi bánh tét mà mày nhảy tưng tưng mày chằn hãng chằn hê vậy? Trời em chơi thua hết tiền rồi em đốt không lòng. Mày chưa trả tao 2 ngàn đó nè, tao đếm tiền lại nè. Nè, hồi nãy tao đặt vô 2 ngàn rõ ràng. Nha, giờ nè, cũng 35 ngàn nè. 2 ngàn tao đâu? Hả? 2 ngàn tao đâu? Ôi, bên đây gian lận. Trả tao 2 ngàn. Mày đốt phong long rồi phong long dừa mày hay gì vậy? Chị ở đó có bóng ai kìa chị. Quý, nói gì sao ma vậy mày? Thiệt ba. Trời ơi, cô Linh Anh. Trời ơi, trời. Ê Linh Anh. Mày đây. Trời. Trời, coi mày coi coi. Mặt mày mày sao thế ghê vậy? Dạ. Em không có sao hết trơn á. Thôi mày khỏi nói không sao ha. Tôi nhìn tao biết hết á. Thôi chị ở đi lại. Đi vô đây. Thôi chị ở lại em về nha. Ở lại đi vô đây. Em về chị. Mày nghe lời tao. Thôi. Đi vô đây. Đây lẹ lên. Hả? Nè mấy bà coi nè. Trời ơi trời, ngồi xuống đây. Lên coi. Đó. Trời ơi. Ủa bà. Ủa không về quê hả? Thôi nha, con xéo sắc gì vừa thôi. Mày sao vậy hả? Trời đất ơi nè, tôi nói cho mấy bà nghe. Có chồng là phải như vậy nè, chồng nó phải đánh cái mặt nó bầm tím vậy đó, bị tím tái đó. Mày nín nha. Mày nín cái miệng mày lại nha. Nè, tao còn sống với mày. Nha. Để tao nói chuyện với nó coi. Nói coi. Chị ơi. Cái
thằng chó đó, đó. Chó hay thằng chồng? Cái thằng chồng đó đó. Chồng hay thằng chó? Trời, con này. Con này. Cái thằng chồng chó đó đó. Nó lừa em, lấy hết trơn tiền của em rồi mấy chị. Trời ơi bà. Nó để tao đi kiếm nó. Con quỷ đi. Mày cũng kìm kìm lại coi. Đó. Tôi nói đó giờ có sai không hả? Hả? Vị trai cái là như vậy nè đó. Vị trai cái là như vậy đó. Bởi vì tôi nói với mấy bà hoài, mấy bà không nghe. Không có ai mà thương mấy bà bằng chính chị em trong đoàn này đâu. Đúng rồi. Chị nói đúng rồi đó. Thôi, đừng có buồn nữa. Chị em mình ở đây ăn Tết chung với nhau nha. Đúng rồi. Chị ơi. Đúng đó. Em không dám ăn Tết chung với mấy chị đâu. Sao vậy? Trong người của em bây giờ không còn tới 1,000 nữa. Trời ơi. Nó đó. Con này nó làm có tiền nhất trong đoàn đó. Giờ nghe nó nói chưa? Giờ tới Tết nhất tới nơi nó không có 1,000. Thì giận nó ghê luôn á. Nhưng mà thôi. Giờ chị em mình đùm tấm nhau sống đi. Coi gom góp lại người ngất cho nó sắm đầu Tết đúng không? Nè, tôi thấy bà tôi thương quá à. Tiền tôi để dành qua Thái Lan chuyển giới á, thì tôi cho bà hết luôn á. Trời ơi, giờ em mới tin trên đời là có thiên thần đó biết chị. 170. Lại mẹ, 170,000, mày đi chuyển giới, mày chuyển cái núm thôi hả? Em mới để dành hôm qua. Tao mệt tim với con này dễ sợ vậy đó. Dạ đau quá. Ôi nè. Em cảm ơn mấy chị. Tôi thương bà nhất luôn. Tôi phụ bà 500. Vậy được đó. Có tiền ăn Tết. Tiền này á, đáng lẽ là tôi lên chùa, tôi cúng. Mà giờ thôi có gì bà đổ cho tôi nha. Lỡ rồi. Miệng bình thường đã thúi rồi, nói thì mắm muối quỷ vô duyên. Yên tâm đi, nha. Hôm nay chị em sẽ hùng tiền lại cho em. Chị Tu mày kiếm chuyện đó nó hả gì? Hùng quá nè, mới đập ống heo định mai đi mua mấy cái áo ngực mặc Tết mà thôi, đưa cho nó giùm đi. Lỡ rồi coi mặt luôn đi má ơi. Nè đó đó, thấy chưa đó, cái miệng nó bình thường nó chửi mày nhiều nhất đó, hai đứa mày chửi lộn hoài đó. Hoạn nạn thì chị em cũng giúp đỡ nhau, thấy không? Trong đoàn này nè, chị em mình thương nhau là thương dữ lắm. Cái chuyện gì á, nó cũ rồi thì thôi bỏ qua. Ha, Tết nhất tới nơi rồi. Tính cái mới đi. Thì mấy chị em mình ăn Tết chung với nhau. Trời ơi, lòng người mang đến bao nhiêu niềm vui. Mùa xuân nắm tay trẻ thơ tô vẽ thêm bao sắc màu. Đầm xanh đất nâu mùa vàng, chim hót vang trên cành tre. Vườn xinh thắm tươi sắc hoa, xuân thiết tha trong tia nắng ngời. Mùa xuân đến Tết đến rộn ràng bao câu ca, nhà đón pháo hoa giao thừa. Có cây có tiếng hát mừng nàng xuân qua đây, nhưng mai đánh thức bao mầm non. Và đầu lấy gió khẽ hôn nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Tràn ngập bao xuân sóng lan nhẹ đi khắp nơi, khắp đất trời vang tiếng nói cười hạnh phúc xuân người.
Mùa xuân khát khao lòng người mang đến bao nhiêu niềm vui. Mùa xuân nắm tay trẻ thơ tô vẽ thêm bao sắc màu. Đồng xanh đất nâu mùa vàng, chim hót vang trên cành tre. Vườn xinh thắm tươi sắc hoa, xuân thước tha trong tia nắng người. Mùa xuân đến 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 rộn ràng bao câu ca, nhà nhà đón hoa hoa giao thừa. Cỏ cây cất tiếng hát mừng nàng xuân qua đây, ngày mai đánh thức bao mộng non. Và đâu đây gió khẽ hôn nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Chờ ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi, khắp đất trời vang tiếng nói cười hạnh phúc xuân ơi. Mùa xuân đến Tết đến rộn ràng bao câu ca, nhà nhà đón pháo hoa giao thừa. Có cây cất tiếng hát mừng nàng xuân qua đây, nhẹ mây đánh thức bao mầm non. Và đâu đây gió khẽ hôn nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Tràn ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi, khắp đất trời vang tiếng nói cười hạnh phúc xuân ơi. Làm gì vậy mấy má? Hạnh phúc xuân ơi. Mùa xuân đến Tết đến rộn ràng bao câu ca, nhà nhà đón pháo hoa giao thừa. Có cây cất tiếng hát mừng nàng xuân qua đây, nhẹ mây đánh thức bao mầm non. Và đâu đây gió khẽ hôn nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Tràn ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi, khắp đất trời hoa tiếng nói cười hạnh phúc xuân ơi.